Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn yêu hoa phong lan. Ngày hôm nay ngày 29 tháng 11 năm 2017 thì đại lý hoa phong lan rừng Cao Bằng thì lại cập nhật thêm một cơ số loại lan và về thêm nhiều loại lan. Để cho tiện theo dõi thì em xin giới thiệu mỗi clip quay lên em giới thiệu lại là em tên là Trung. Em ở trên Cao Bằng ạ. Thì số điện thoại của em là 0949 261918. Đây à, em cập nhật hàng lan của em lại về rất là nhiều. Đây ạ. Đây ở trong thùng chúng em vừa đổ ra đấy ạ. Đấy. Kiều tím, kiều hồng, đai châu. Đây ạ, tiếp đây ạ. Cái này là không biết là hàng gì nữa đây, bởi vì gia đình chúng em về rất là nhiều hàng, em cũng không biết là loại nào với loại nào nữa. Để xem anh em mở ra nó là loại gì. Đây ạ, để cho anh em đang cắt thì em giới thiệu luôn. Đây, cái mặt hàng đai châu rừng của em đây, cập nhật luôn cho tất cả khách hàng cùng xem luôn. Đá châu chúng em bán 1 cân trở lên bán 450.000. 2 cân em bán 400.000. Thế khách hàng lấy từ 2 cân trở lên em bán 400.000 một cân ạ. Đấy, đá châu hàng rất là đẹp luôn. Đấy. Đây ạ, ý ngọc ngọc thạch ạ. Hàng quá đẹp luôn ạ. Đây bên trên này là ý ngọc nhá. Toàn hàng mới về nhá. Bên dưới này là ngọc thạch ạ. Đấy. 200.000 một cân nhá. Hàng rất là đẹp. Đây thân vàng óng long lanh luôn ạ. Đấy. Đá châu 450.000. Đây. Ừ. Tiếp theo em mới đổ cái thùng hàng vừa mới ấy ra nữa đi. Đây những cái dề kiều rất là khủng. Đây ạ, cái dề kiều rất là khủng ạ. Đây là kiều hồng ạ. Đây toàn bộ đây là kiều hồng. Đấy, gì? Đây kiều hồng rất là đẹp. Kiều hồng phiên hôm nay thì em vẫn bán giá 400.000 một cân. Đây cửa bên trong này là cái hoàng lạp ạ. Đây cô chú anh chị các bạn xem những dề hoàng lạp. Rất là khủng luôn ạ. Đây. Đây ạ, rất là đẹp. Đâu em nhấc lên cho khách hàng xem luôn đi. Đấy. Dề hoàng lạp cực khủng luôn ạ. Đây ạ. Đấy. Đây ạ, những cái dề hoàng lạp rất là to. Khủng bố xanh mướt luôn ạ. Đấy, hứa hẹn một vụ hoa, bội thu vụ hoa luôn ạ. Đấy. Rất là đẹp, hàng xanh mướt nhỉ. Đấy, 200.000 một cân ạ. Đấy, rất là đẹp. Kiều hồng 400.000. Long Tu Xuân 300.000. Mua số lượng từ 5 cân trở lên thì chúng em chỉ bán 250.000 ạ. Long Tu ạ. Hạc Vĩ Bắc. Hạc Vĩ Bắc 300.000 ạ. Hạc Vĩ Bắc hôm nay chỉ có tầm khoảng hơn 20 cân ạ. Thân rất là mập. Rút kinh nghiệm vừa rồi em bán hạc Vĩ Lào nhưng mà xem là khách hàng không ưa chuộng hạc Vĩ Lào lắm thì em chuyển sang bán lại hạc Vĩ Bắc ạ. Thì giá nó đắt hơn một chút nhưng mà cây của nó rất là đẹp. Thế nếu mà cô chú anh chị các bạn mà trồng cái hạc Vĩ Bắc mà trồng được tốt thì thân của nó cũng không kém gì lan giả hạc Phi Điệp đâu ạ. Ở trong miền Nam gọi là lan đại ý thảo đấy ạ. Thì rất là đẹp.
300.000 một ký nhá. Mặt hàng chúng em cập nhật thường xuyên, kiều vàng 200.000. Đây, ngọc thạch ý ngọc thì 200.000 một cân. Những cái loại đấy. Hoàng thảo lụa vàng, đây ngắn có, dài có. Loại này thì hoa nở Tết ạ. Đây nó có. Đây cây nó còn con tin hình như này nữa ạ. Hoàng thảo lụa vàng 300.000 một cân. Hoàng thảo kim điệp 200.000 một cân. Đây đang bước vào mùa rụng lá nên là có những khóm khai thác về lá đã rụng hết như thế này rồi này. Đấy. Đây có những khóm đã như thế này. Hoàng thảo kim điệp 200.000 một cân, dáng hương đuôi cáo 150.000. Hoàng thảo đùi gà tròn. Trời hơi tối rồi nên là clip nó hơi bị tối. Đây ạ, đùi gà tròn 200.000 một cân. Đấy, rất là nhiều hàng ạ. Đây ạ, em chỉ nhập cầm nhập qua loa cái gian hàng của gia đình chúng em hôm nay về một cơ số loại ít ỏi như thế thôi ạ. Thế thì xin mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng nhau xem và lựa cho mình những cái khóm lan, những cái cần lan đẹp nhất cho gia đình của mình ạ. Đấy. Em xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi clip của em ạ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn ở trong những cái clip tiếp theo ạ.